Chào quý vị và các anh chị, tôi là Lê Kim Tú. Hôm nay sẽ cùng trao đổi với quý vị và các anh chị nội dung của khóa học nghiệp vụ chăm sóc khách hàng. Như các bạn cũng biết là nghiệp vụ chăm sóc khách hàng thực ra nó không phải là một cái thuật từ mới ở trong vận hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế hiện nay thì dịch vụ chăm sóc khách hàng mỗi ngày nó càng đóng một cái vai trò quan trọng hơn nhằm giúp cho công ty đạt được cái sự kỳ vọng về doanh số, giúp cho công ty tạo ra cái lợi thế cạnh tranh khác biệt trong nhóm rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay đang hoạt động cùng ngành. Vậy nghiệp vụ chăm sóc khách hàng là gì? Tầm quan trọng như thế nào? Khái niệm ra sao? Chúng ta phải hiểu như thế nào về dịch vụ chăm sóc khách hàng? Chúng ta cần bổ khuyết những gì để chúng ta có thể làm cho dịch vụ khách hàng được hoàn thiện hơn? Đó chính là nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi ở trong cái khóa học này. Bạn sẽ học như thế nào tại kinai.vn? Khóa học được chia làm nhiều bài học nhỏ, có phần ghi chú và thảo luận với học viên khác. Để việc học thú vị hơn thì mỗi khóa học sẽ gồm nhiều nhiệm vụ, hoàn thành sẽ được thưởng điểm. Bạn có thể dùng tiền thưởng này để học tiếp khóa học khác. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận, bản online hoặc là bản in có đóng dấu công ty. Làm sao để nhập học? Để nhập học, bạn chỉ cần click nút đăng ký, điền thông tin cá nhân, sau đó chọn hình thức thanh toán phù hợp, nạp thẻ cào, chuyển khoản, trực tiếp tại văn phòng Delta Việt, thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM hoặc thẻ Visa, Master. Hình thức phổ biến nhất là thẻ cào điện thoại. Bạn chỉ cần mua thẻ cào Mobifone hoặc Vinaphone và nạp mã thẻ, số series thẻ vào hệ thống của kinai.vn. Sau khi nạp đủ tiền, bạn chỉ cần click xác nhận thanh toán là có thể vào học ngay. Bạn sẽ được xem bài học mãi mãi chỉ với một lần thanh toán. Kinai.vn, website học online kỹ năng cho người đi làm với hơn 40.000 học viên đã theo học. Chúc bạn một trải nghiệm học tập hữu ích tại kinai.vn.